mong cho mẹ em là may được nhiều bộ áo dài, mẹ có thời gian đi chơi nhiều hơn. Em mẹ luôn mỉm cười, được sống chung với ba mẹ. Mỗi người có một cách riêng để nói con yêu mẹ. Và với Duy Linh, cô muốn bày tỏ tình cảm của mình bằng những gì chân thật và gần gũi nhất. Khi Linh đến với chương trình này, Linh mong muốn có thể thực hiện được ước mơ của mình, giúp cho mẹ mình có một ngày thật là thoải mái và vui vẻ. Hãy đón xem lời cảm ơn của Duy Linh dành cho mẹ trên tập đầu tiên của Ước Mơ Cùng Giang vào 21 giờ thứ tư ngày 1 tháng 1 trên Giang TV.